cho các bạn. Hôm nay hai chồng với lại Bella đi coi cái nhà đối diện trường Bác Elementary School. Bằng 14.000 mét vuông. Gara là 3 gara. 3.5 acre hả? Ừ, 14.000. Là hơn 14.000 mét vuông hả? Đi đi nhé. Mẫu rưỡi là 1.5 hecta hả? Đúng rồi. Đó. Bên mình là một mẫu là 10. Đây là phía cổng trước hả? Mặt trước đây. Mặt trước căn nhà. Bella ơi. Đây ngó em Bella đi vòng vòng nè, coi nhà với lại đấy đi nè. Bella đi lại chỗ đấy đi nè. Thấy bữa đón Bella Khả Nhi là thấy cái nhà này đối diện bên này nè. Bây giờ nó mới đang bán. Quá em, cái này nhà lớn quá nè. Nhà lớn. Quá lớn. Nhà này diện tích nó, nếu mà tính trình trệt cũng phải 3.000 square feet. 2.500. Ẩm vậy? Có quen Bác Khanh không mà coi cho ẩm vậy? Hả? Có quen Bác Khanh cho Bác Khanh ẩm rồi kìa, đấy đi. Đây là vườn, diện tích vườn. Diện tích vườn, diện tích ở khoảng 2.000 hơn 2.600 mét vuông, diện tích vườn chắc khoảng 12.000 mét vuông. Là mẫu 2 đó. Là 1.2 hecta đó. Ngó bả kia. Trời ơi, giống như là quen thân lắm nè. Trời ơi. Giờ bữa cho Bella một căn ở đây nha. À. Bella đi xem nhà mà chưa được vô trong. Mới đứng ở ngoài vườn thôi. Nhìn vườn rộng ơi là rộng. Ngoài còn mới vậy. Nhà này nó năm xây 50 năm rồi mà. Thấy đâu gạch đâu bây giờ. Trong cái nhà này có mấy cây hồng giòn này các bạn. À. Này là gara nè. Đây là ba gara. Phòng này to lắm á nha. Hình như anh Khanh đi ra lại đường kia rồi á. Hi Jenny. Hi, how are you? You see the baby? Này là bếp nè. Bếp này cũng được cái chứ hả? Bếp nó lót lót bằng gạch này nè. Cũng sạch đó. Cũng sạch đó chứ. Còn đây là living room. Ở đây cũng có cái lò sưởi này mà không biết chắc lò sưởi này là đốt lửa thiệt luôn á chứ. Hả? Cái này là nhìn ra ngoài vườn. Đây là phòng, đây là phòng khác nữa nè. Hai phòng. Nhà này hình như là 3-4 phòng vậy đó chứ. Nói Khanh vô à? Bồng Bella ra ngoài kia rồi. Không biết, anh tại nãy vô trong gara nó hơi hầm á. Đây là cái cửa đi ra ngoài sân nè. Cái này là cửa chính nè, để mình mở cửa thử ha. Mở ra nè. Đó. Em này. Này cái này là phía trước. Ô đừng xuống không. No, té.